Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì Bất Động Sản Niềm Tin hôm nay sẽ review cho quý vị, để cho quý vị xem cái sự phát triển ở cái con đường quốc lộ 37. Đây là một trong những con đường quốc lộ 37 từ mình cứ nói đây là đang đi từ Thái Nguyên về Phú Bình. Thì con đường này là một trong những con đường trước đây ấy, nó rất là sập sệ, nó rất là kém. Nhưng mà hiện nay thì con đường quốc lộ 37 này đã và đang phát triển khá là tốt. Ở khu vực này là khu vực của gang thép, thì quý vị thấy không ạ, đường rất là rộng, rất là to. Dịch xuống dưới này một chút nữa, chúng ta đi từ cái chỗ đường tròn gang thép xuống đây khoảng độ một cây, hơn một cây số, thì nó sẽ hết cái địa phận của gang thép, và sau đó nó sẽ đến cái địa phận của Lương Sơn, của thành phố Sông Công. Đường này thì nó không phải là đường một chiều, đúng không ạ? Mà đường này của nó là đường hai chiều như này, đường rất là ok, không có giải phân cách. Đấy. Người dân ở xung quanh đây thì trước đây ấy, thì kinh doanh rất là ít, và đến bây giờ thì cũng đã tương đối rồi, cũng đã đang phát triển khá là tốt rồi. Từ cái việc mở nhà hàng hay là kinh doanh nhỏ lẻ ở hai bên đường, bán phở hay là sửa xe cũng khá là sầm uất. Trong cái lúc mà bất động sản nó nóng lên, nó sôi động, thì cũng xin chia sẻ cho anh em là con đường này đã giao dịch rất là nhiều, mua bán ở cái trục đường quốc lộ 37 từ Phú Bình mà lên đến Thái Nguyên thì giao dịch rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ thì vẫn còn rất nhiều các cái lô đất mà ở cái mặt đường quốc lộ 37 này hiện tại bây giờ vẫn đang giao bán. Cái địa phận mà chúng ta đang đi đến đây là địa phận của Sông Công rồi. Đây nó thuộc vào phường Lương Sơn. Đấy, phường Lương Sơn. Anh em cũng đã từng lên trên này, đã từng đi cái cung đường này, đã từng tìm hiểu về cái thị trường bất động sản ở trên này, thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ nắm được, đúng không ạ? Đây, cái khu bên tay phải này, đấy, tôi đi qua một chút thôi, nhưng mà trước đây nó là đấu giá ngã ba Lương Sơn. Khi mà chúng ta thấy được rằng là từ những cái lúc mà năm 2021 thì giá đất ở đây nó khá là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 7-8 triệu một mét ở cái mặt đường này. Đấy. Và sau đó thì cái sự bùng phát, cái sự phát triển nó lên, thì nó lên đến 9 triệu, 10 triệu, rồi thì nó lên đến 13, 14 triệu, và nó lên đến 20 triệu một mét ở cái mặt đường này. Và thị trường ở cái mặt đường này thì người ta giao dịch rất là nhiều, bởi vì là trên cái trục đường này này thì tới đây ấy, nó có các cái dự án như là dự án tái định cư của Lương Sơn. Đấy. Dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Thượng Đình, rồi thì dự án số 6, số 7 ở bên cạnh cái trục đường quốc lộ 37 này là của Phú Bình, là các cái dự án phân lô bán nền. Đấy, đấu giá chắc chắn là những cái khu dự án đấy là vừa rồi là đã có một số các cái dự án đấu giá. Thế cho nên là chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ để cho quý vị tham quan đi một cái cung đường quốc lộ 37 này, quý vị sẽ thấy được cái sự phát triển nó có mang cái giá trị, để cho chúng ta thấy được rằng là cái bất động sản nó còn tăng lên hay là nó tụt xuống, đúng không ạ? Ở trên cái trục đường này thì nó có những cái chợ như là chợ Thượng Đình này, chợ Hanh này, rồi thì nó có cái đường tròn Điểm Khuỵ, nó cũng là một cái mục tiêu khá là tốt để cho cái việc là bất động sản nó cũng tăng lên, đúng không ạ? Rồi thì các cái cụm công nghiệp, các cái khu coi như thế là dự án rất là nhiều, nó sẽ đẩy lên được cái thị trường
của bất động sản. Và bất động sản thì ở trên cái trục đường này, khi mà chúng ta mua chúng ta cũng không sợ. Nói thật với quý vị là ở trên cái trục đường quốc lộ 37 này, thì tôi nghĩ rằng là kinh doanh buôn bán ở những cái trục đường này tôi thấy nó rất là tốt, đường nó rất là thuận. Còn thì về cái giá thành thì chúng ta thừa biết rằng là nói đến bất động sản ấy, thì chúng ta vào thời điểm nào, mua thời điểm nào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chấp nhận vào cái thời điểm đó, đúng không ạ? Nhà kinh doanh thì luôn luôn mong muốn rằng là khi mà đầu tư về bất động sản đem lại cho chúng ta cái lợi nhuận càng nhiều càng tốt, chứ không ai muốn rằng là mua được cái mảnh đất và sau đó là bán lỗ, đúng không ạ? Và ở trên cái trục đường này thì từ trước đến nay, nếu như không phải trong ngành kinh doanh về bất động sản, tức là không phải là mua để bán, mà người ta mua để ở, thì thực sự mà nói là người ta rất là thích, rất là ok ở cái mặt đường này. Bởi vì cái mặt đường này là cái mặt đường mà càng ngày cái sự kinh doanh buôn bán nó càng tốt, cho nên là chúng ta nhìn thấy nó rất rõ. Đấy, bản thân chúng tôi nhìn nó rất rõ. Đấy, cho nên là khi mà chúng tôi đã nhìn thấy như vậy và chúng tôi hiểu được rằng là từ cách đây bao nhiêu năm trước trở về đây, con đường này cách đây vài năm trước nó hoang tàn. Phải nói với quý vị là nó chỉ có lốp đốp một vài nhà kinh doanh thôi. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu là nhà nó mọc lên nhiều này, kinh doanh buôn bán nó mọc lên nhiều. Rồi thì nó có các cái dự án mới. Tất nhiên là dự án nó chưa có làm ngay, thế nhưng mà nó đã quy hoạch dự án rồi. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tiềm năng ở cái trục đường này nó rất là tốt. Đấy là theo quan điểm của tôi, và tôi nhìn nhận thấy nó là như vậy. Thế cho nên là đối với các nhà đầu tư về bất động sản, chúng ta đã xác định đi đầu tư bất động sản thì chúng ta phải có một góc nhìn xa một chút. Đừng lên đầu tư bất động sản chúng ta đi mua bán nước. Ta nước thì nói thật với quý vị là nó chỉ trong cái thời kỳ sốt đất thôi. Còn cái thời kỳ bình thường thì chúng ta không lên, đúng không ạ? Chúng ta bây giờ là cái thời điểm như hiện tại bây giờ là chúng tôi thấy là thời điểm này là một trong những cái thời điểm mà chúng ta phải lên mua vào, chứ chúng ta không lên bán ra, đúng không ạ? Chỉ có những người nào thật sự người ta cần phải bán, người ta mới bán ở thời điểm này thôi. Còn đâu nếu những người có tiền thì đây là cơ hội đầu tư rất là tốt. Nhiều cái mảnh đất mà người ta cần tiền bây giờ người ta muốn bán nhưng mà rất ít người mua, cho nên là người ta không bán được mà người ta lại rất cần tiền. Sau đó thì là khi mà người ta muốn bán được thì người ta phải bán rẻ, đúng không ạ? Bán rẻ thì người ta mới mua. Đấy, đấy là những cái thực tế mà chúng ta đã nhìn thấy. Thế thì trong những cái câu chuyện để chúng ta hình dung ra, chúng ta thấy nó rất là hay, đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Vừa xong là chúng ta đi qua cái chợ Hanh đấy. Đấy, quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy khu vực này nó phát triển rất là tốt. Đấy, rất là tốt luôn. Từ đây mà chúng ta ra đến đường tròn của Điền Thụy nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ dài một cây số nữa thôi. Cho nên là khi mà chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ hiểu được. Đấy. Còn đầu tư về bất động sản thì rất nhiều người đã có kinh nghiệm, họ đầu tư rất là thông minh. Còn hiện tại bây giờ là chỉ mắc những người nào đang đầu tư một cách quá lố, đầu tư một cách không tính toán, đầu tư một cách ồ ạt, thì đến giờ phút này là đang mắc rất là nặng nề. Đấy là trong cái chu kỳ đầu tư bất động sản. Khi mà chúng ta đầu tư bất động sản thì thường thường là chúng ta sẽ có nhiều cái khía cạnh để chúng ta phân tích nếu như chúng ta là nhà chuyên nghiệp. Còn nếu như chúng ta không hiểu về bất động sản thì khi chúng ta đầu tư bất động sản, chúng ta có tiền chúng ta chỉ biết chúng ta mua thôi. Sau đó là chúng ta bán lãi, là chúng ta lấy cái số lãi đấy chúng ta đút vào túi. Và chúng ta nhìn thấy là cái lợi nhuận khi mà đầu tư bất động sản
nó mang lại cho chúng ta thấy nó rất là tốt. Sau đó thì chính vì những cái tốt đấy mà nhiều người cứ lao vào như con thiêu thân, không biết điểm dừng. Đấy. Thế cho nên là đến một ngày như vừa rồi này, đất nó chững lại. Đấy. Thì là sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề. Và hôm nay tôi cũng mong muốn rằng là khi mà chia sẻ cho quý vị, thì bản thân chúng tôi cũng luôn mong muốn là những người đầu tư bất động sản thì nên có những cái góc nhìn, nên có cái kinh nghiệm, nên có những cái bí quyết để đầu tư bất động sản. Đấy. Mình ra thương trường tất nhiên là không ai chuẩn 100% được, nhưng nếu mình có kinh nghiệm thì mình sẽ thắng được 60-70%. Còn nếu mình không có kinh nghiệm, mình có thể chết 60-70%. Cho nên là hai cái đấy nó đối nghịch nhau, đúng không ạ? Nhiều người đầu tư rất là thắng, nhưng chỉ vấp vào 1-2 lần thua thôi là cũng đã sạt nghiệp rồi. Trước mặt quý vị đấy là đường tròn của Điểm Thụy, một đường đi về Phú Bình, trung tâm của huyện Phú Bình, một đường đi ra trung tâm của thành phố Sông Công, một đường đi thẳng là đi về Hà Châu. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ đi về Sông Công, cái khu văn phòng của tôi nằm ở trên cái trục đường đi về Sông Công này. Đấy. Và tôi cũng mong muốn rằng là để chia sẻ cho quý vị, thì đôi khi quý vị thấy được rằng là nó sẽ mang lại cho quý vị cái giá trị rất là to lớn. Trong rất nhiều các cái video trước tôi cũng đã nói, tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Bởi vì nhiều người mua đất không hiểu là người ta mua theo hình thức gì, người ta rửa tiền hay là người ta làm thế nào mà ở trong đất dân, không kinh doanh, không buôn bán, không thể xây nhà trọ, không thể xây nhà nghỉ, chỉ để ở theo vùng nông thôn thôi, mà họ mua lên tới cái giá là gì? Là lên tới cái giá hàng chục triệu một mét, mà ở cái đất chúng ta nói là gần như là quỷ ho cỏ gáy. Tại sao lại như vậy? Đúng không ạ? Tại sao người ta lại dám bỏ tiền xuống, người ta mua với một cái giá thành cao đến như thế? Và đến giờ phút này thì họ đang chết chắc luôn. Bây giờ mỗi một lô đất rẻ được 40% rồi, mua 1 tỷ bây giờ bán chỉ 600 thôi, còn chưa ai mua. Đấy, đấy là cái thực tế nhất, thực tế nhất mà bây giờ nó đã xảy ra. Đấy. Cho nên là lý do tại sao mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm. Nhiều người bảo là mày biết thế tại sao mày không làm, đúng không ạ? Nhưng ở trên thương trường, ở trên chiến trường, khi mà chúng ta làm việc, chúng ta có kinh nghiệm, tất nhiên là không thể tránh được những cái rủi ro. Thế nhưng cái kinh nghiệm của chúng ta có, chúng ta sẽ đem lại được cái giá trị về độ an toàn nó rất là cao, đúng không ạ? Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà tại sao chúng tôi có kinh nghiệm thì chúng tôi lại chia sẻ cho mọi người. Đấy. Đây là cái con đường 266, quý vị thấy không ạ? Nó phát triển kinh khủng luôn. Mà từ năm ngoái đến năm nay thôi, chỉ có, nếu tính ra chỉ có vào một năm thôi, nhưng mà nó thay đổi cục diện. Từ con đường bé bằng một lửa đường này, bây giờ con đường này nó đã gấp đôi rồi. Tức là bây giờ nó đã rộng 20 mét như thế này. Đấy. Đấy là cái mà chúng ta thấy được rằng là tốc độ nó rất là nhanh. Nhiều người đến đây ngạc nhiên về con đường này, con đường 266. Nó dẫn từ khu công nghiệp Điểm Thụy dẫn về khu công nghiệp của Sông Công, nó rất rất thuận lợi luôn. Đấy là cái mà chúng tôi mong muốn là tại sao phải chia sẻ, tại sao phải đưa quý vị đến tất cả các cái cung đường, đưa quý vị đi để quý vị thấy được rằng là một cái video, một cái clip của thằng này nó đã check cái con đường này rồi, và cái con đường này nó phát triển như thế nào, trước đây nó như nào và bây giờ nó như nào. Mọi người sẽ thấy được ngay mà. Một trong những cái video trước tôi cũng đã quay con đường này rất nhiều rồi. Và con đường này trước đây nó rất là bé, nhưng đến bây giờ quý vị thấy không ạ? Con đường 266 này nó thật sự nó rất là lớn. Đấy. Khu công nghiệp ở đây nó phát triển khá là tốt. Thế cho nên là từ những cái rất là nhỏ thôi, nhưng chúng tôi cũng đã đem lại được cho quý vị rất nhiều những cái giá trị. Rất nhiều những cái giá trị. Trên cái cung đường này ấy,
Mà chúng tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi, cái giá đất ở cung đường này nó càng ngày nó càng lên rất là cao. Bởi vì cái cung đường này nó chỉ có từ lối khu công nghiệp Lọ sang lối khu công nghiệp kia nó chỉ rơi vào có 5 cây số thôi. Nhưng nó lại cái số lượng dân ở kinh doanh ở cái cung đường này nó rất là ít, bởi vì là toàn bộ là hai bên nó cũng lấy vào khu công nghiệp, lấy vào dự án rồi. Thế cho nên là cái sự phát triển ở cái cung đường này nó sẽ phát triển rất rất tốt. Đấy, đấy là cái mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị như vậy, để cho quý vị lắm được. Đầu tư ở cung đường này chúng ta không sợ, thật sự là không sợ. Thuê rẻ rách cũng 5 triệu một ô. Đấy, đấy là rẻ nhất. Đây là cổng khu công nghiệp, hai bên luôn, khu A, khu B của khu công nghiệp Điểm Thụy. Đấy, đẹp lắm. Cái văn phòng của chúng tôi nó ngay đây thôi, nó cách đây có một cây số thôi, cũng trên cái trục đường này. Và chúng tôi cũng có vài cái lô đất ở trục đường này chúng tôi đang cho thuê. Có những lô đất thì chúng tôi đang cho thuê là 7 triệu, lô thì cho thuê 5 triệu, lô cho thuê 6 triệu. Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta đầu tư sớm, tất nhiên là đồng tiền nó có sự thay đổi. Quý vị thừa biết là trước đây khi quý vị sống ở nơi nào, quý vị sẽ nắm rất rõ trước đây bao nhiêu tiền một lô đất, mà đến bây giờ thì bao nhiêu tiền một lô đất. Vẫn cái lô đấy nhé, đúng không ạ? Một cái lô đấy trước đây 5 năm trước nó bao nhiêu tiền, 10 năm trước nó bao nhiêu tiền, và đến bây giờ nó bao nhiêu tiền. Chúng ta sẽ định hướng, định hình được nó tăng trưởng như nào và đồng tiền nó mất giá như nào thì quý vị thừa biết. Và tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị về cái giá trị đồng tiền tới đây. Cái giá trị đồng tiền tới đây chắc chắn với quý vị là 1.000 quý vị sẽ không mua được mớ rau nữa. Đồng tiền nó sẽ bị mất giá rất nặng nề. Này, đồng tiền tới đây nó sẽ bị mất giá rất là nặng nề. Cho nên là quý vị cân nhắc xem đồng tiền lý do tại sao mà tới đây nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Quý vị biết được rằng là trong cái thời kỳ mà kinh tế nó thắt chặt như bây giờ, ngân hàng nó siết, đúng không ạ? Ngân hàng nó siết thì tất cả các công ty to, công ty bé, đúng không ạ, đều ngã ngửa hết. Một số các công ty đến bây giờ đã thông báo vỡ lợ, mà rõ ràng là trước đây làm ăn rất là mạnh, thu chi hàng nghìn tỷ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến bây giờ lại vỡ. Đấy, mà chỉ có ngân hàng siết. Tất nhiên là chúng ta không nói phải áp dụng thẳng với ngân hàng người ta siết, thế nhưng mà đó là một cái chu kỳ, đúng không ạ? Đấy, đây là bên phải của chúng tôi, là văn phòng bất động sản Niềm Tin của chúng tôi bên phải đây. Đấy, là nhân viên là về rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đây là văn phòng bất động sản của chúng tôi. Đấy. Và chúng tôi mong muốn rằng là khi mà chia sẻ cho quý vị về cái đồng tiền nó mất giá, để cho quý vị thấy được, và quý vị sẽ hình dung rất là rõ là trong cái thời gian vừa qua ấy, nhiều người đầu tư bất động sản là bị vỡ lợ này, nhiều các cái công ty to, công ty nhỏ cũng bị vỡ lợ này, đúng không ạ? Đây là chúng ta nói một cái góc độ chúng ta nhìn thấy thực tế. Một số các cái công ty thì cho công nhân nghỉ này, đúng không? Rồi thì về cái việc mà kinh doanh tất cả các cái mặt hàng cuối năm này chúng ta thấy nó trì trệ, làm gì có tiền đâu mà kinh doanh. Bình thường ra đến cuối năm ấy là vay ngân hàng để đầu tư nhập hàng trước, đúng không ạ, để Tết xả ra để bán. Thế nhưng năm nay ngân hàng cho vay rất là hạn chế và lãi suất lên rất là cao. Nếu chúng ta om hàng mà chúng ta không tỉnh táo cũng chúng ta cũng chết về cái lãi suất, đúng không ạ? Nó nhiều chứ, nó nhiều những cái nó diễn ra chứ, đúng không? Đấy là cái thực tế nhất. Bởi vì trong cái nghề kinh doanh ấy, thì đến 99 ông thì gần như là cả 99 ông đó là đều là dùng đến đòn bẩy tài chính để đầu tư. Đấy, thế thì một cái phần nữa nó kéo cái thị trường xuống rất là nặng nề, đó chính là chứng khoán, đúng không ạ? Quý vị thấy chứng khoán vừa rồi đấy, tất cả các công ty cũng chết về chứng khoán, chết sập sệ luôn về chứng khoán. Chứng khoán bây giờ nó tụt xuống, có những cái
cái chứng khoán mà quý vị biết là nó tụt xuống đến 70-80%, nó nặng đến mức độ như vậy. Từ 100.000 bây giờ còn khoảng độ 10.000, 20.000, 30.000 thì quý vị thấy này, nó không hề đơn giản. Đấy. Cho nên là cái phần tôi nói với quý vị là bao nhiêu cái phần chính thì đều mắc ở cái năm này. Thứ nhất là về chứng khoán, thứ hai nữa là về bất động sản, thứ ba nữa là về ngân hàng. Quý vị thấy ba cái mấu chốt, ba cái mấu chốt lặng nhất, khỏe nhất thì lại bị dính đòn, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ kéo lại toàn bộ các hệ thống nhỏ bị trì trệ, bị kém, đúng không ạ? Cho nên là cái thị trường bất động sản hay là thị trường chứng khoán hay là thị trường kinh doanh nhỏ lẻ đều bị dính đòn hết. Đấy. Cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái mà thị trường năm nay nó bị chết khá lắm. Đấy là chia sẻ cho quý vị vậy. Mà chắc hẳn là rất là nhiều người bây giờ đang rất rất cần tiền. Nhiều người đi đầu tư bây giờ có tiền là vua, đúng không ạ? Tầm này bây giờ có tiền là vua, đúng không? Thế cho nên là trong câu chuyện, trong những cái chia sẻ, trong những cái giá trị về đầu tư chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Và chúng tôi rất là mong muốn khi mà chia sẻ cho quý vị để chúng ta hiểu hơn về thị trường, chúng ta nắm bắt về kinh nghiệm, chúng ta học hỏi để chúng ta đầu tư một cách nó bài bản, đúng không ạ? Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị khi đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Chúc quý vị khi đi đầu tư bất cứ một cái ngành nghề gì thì quý vị đầu tư một cách thật sự là sáng suốt và thành công. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.